Mến chào tất cả anh chị em thân mến. Giờ đây chúng ta tiếp tục bài học thứ 3 về mùa chay với tựa đề là Hành trình mùa chay. Tất cả những gì anh chị em cần biết về mùa chay. Chúng ta biết rồi, mùa chay bắt đầu bằng ngày lễ cho. Và trong ngày lễ cho này có cái bài đọc từ Phúc âm của Thánh Matthew chương số 6. Nói về ba điểm quan trọng nhất của mùa chay, đó là bố thí, đó là cầu nguyện và đó là ăn chay hãm mình. Ba điểm đó rất là quan trọng trong mùa chay. Và như con đã chia sẻ rồi, mỗi lần chúng ta bước vô mùa chay, chúng ta phải bước vô với lại tư cách, với lại ý chí, với lại tinh thần đúng. Chứ nếu mà chúng ta bước vô mùa chay với lại cái tư cách, với lại cái tinh thần nói là mùa chay boring quá, thôi cũng phải đi qua này vậy thôi. Thì nếu chúng ta có tính tình như vậy, thì chúng ta phải thay đổi. Bởi vì mùa chay là một mùa để giúp cho chúng ta thay đổi, giúp cho chúng ta đổi mới, giúp cho chúng ta sống thánh thiện hơn và sống với Chúa. Và ba điểm này nó giúp cho chúng ta sống thánh thiện hơn. Đó là bố thí, đó là ăn chay và đó là cầu nguyện. Ok, vậy bây giờ chúng ta bước vô trong Kinh Thánh của Matthew chương số 6 nói về ba điểm này. Anh xin muốn đọc từ Kinh Thánh của Matthew. Thánh Matthew nói: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đứng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua khiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xa, cốt để người ta có để ta người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh em, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc ăn bố thí được kín đáo. Và Cha của anh đấng hầu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh em. Chúa Giêsu đây muốn nói chúng ta điểm gì? Kính thưa anh chị em thân mến, là con người, tất cả mọi người chúng ta đều muốn khoe, đều muốn người khác nhìn thấy mình. Và nhiều lúc chúng ta để ý rõ đi, chúng ta nhìn thấy rồi, những mấy người này họ bố thí và họ làm giả. Bởi vì sao? Họ đi ra ngoài đánh trống khoe khuyên, đánh trống thổi kèn, nói là ô coi nè, tôi làm bố thí nè, tôi làm những việc thiện nè, để cho tất cả những mọi người đều coi nhìn thấy được. Nó không phải là như vậy. Bố thí phải có tâm tình đúng. Và có muốn chia sẻ đi sâu vô trong điểm này nữa. Bởi vì như vậy, nhiều lúc trong xã hội của chúng ta thời buổi bây giờ, chúng ta cứ suy nghĩ về bố thí. Bố thí thì chúng ta suy nghĩ về tiền bạc mà thôi. Một người nghèo nào đó tới ăn xin, chúng ta nói ồ đây một đồng, rồi sau đó đi. Nếu chúng ta làm vậy, cái tâm tình nó chưa có ở đó, cái tâm tình thật chưa có ở đó, chúng ta coi người này chưa là gì, nhưng mà chúng ta cho để chúng ta làm cho vui vậy thôi, chưa đúng. Vậy khi chúng ta nói là cho đi, nó có ba loại cho đi nhé, chứ không phải là chỉ có tiền mà thôi. Chúng ta có thể cho đi tiền bạc, chúng ta có thể cho đi giờ của chúng ta, dành ra thời giờ để volunteer này nọ vân vân đó. Và chúng ta có thể cho đi tài năng của chúng ta, ba điểm đó nha. Tiền bạc, thời giờ của chúng ta, chẳng hạn đi volunteer một cái gì đó, đó là thời giờ. Và cho đi tài năng. Ví dụ đi, chúng ta có tài năng dạy, chúng ta có tài năng là một bác sĩ, chúng ta có tài năng về một người xây nhà, chúng ta có thể dùng cái tài năng của chúng ta để bố thí, để giúp cho người khác được nha. Cả ba cái đó, nhưng chúng ta trước hết phải làm những điểm đó với tư cách đúng. Tư cách đúng đây có nghĩa là từ tấm lòng của chúng ta làm với tấm lòng đúng, không phải là để khoe cho người khác, để cho người khác nhìn thấy. Nhưng chúng ta làm để cho Chúa thưởng cho chúng ta được bằng cách âm thầm. Âm thầm. Vậy đó là cái lời mời gọi của Thánh Matthew. Khi chúng ta bố thí thì chúng ta nhớ điểm đó.
Rồi, cái thứ hai, điểm thứ hai, muốn chia sẻ nói về cầu nguyện. Và Thánh Matthew chia sẻ lời cầu nguyện là như vậy: và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh em, khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh em, đấng hiện diện mọi nơi kín đáo. Và cha của anh em, đấng thâu suốt những gì kín đáo, sẽ trả cho anh em. Cái điểm thứ hai trong mùa chay này là về cầu nguyện. Và chúng ta biết rồi, khi nói về cầu nguyện, nó có nhiều loại, nhiều cách để cầu nguyện. Chúng ta có thể cầu nguyện trong âm thầm, chúng ta có thể cầu nguyện trong ca hát. Ca hát, chẳng hạn lời ca, tiếng hát. Hay là chúng ta cũng có thể cầu nguyện bằng cách lần hạt, bằng cách chầu thánh thể, bằng cách đi thánh lễ, vân vân. Nó cầu nguyện nhiều loại khác nhau lắm. Nhưng mà chúng ta nhớ một điểm, khi chúng ta cầu nguyện không phải là khoe cho người khác là tôi cầu nguyện, hoặc là tôi thánh thiện, hoặc là lúc nào tôi cũng đi nhà thờ hết để cho những người khác nhìn thấy. Và khi họ nhìn thấy, họ nói: ô, tôi là cầu nguyện đây, tôi là thánh thiện đây. Nhưng kính thưa anh chị em thân mến, cầu nguyện là để giúp chúng ta và Chúa kết nối lại một với nhau. Chúng ta và Chúa kết lại một với nhau. Cầu nguyện là nói chuyện với Chúa. Và trong cho những nhiều người cầu nguyện là phải có lời nói thì cái đó cũng ok. Có nhiều người cầu nguyện là phải trong âm thầm cũng ok. Nhiều người có nhiều loại cầu nguyện khác nhau, nhưng mà nhớ rằng chúng ta cầu nguyện để cho giúp chúng ta có tâm tình đúng, với lại chúng ta bỏ thời gian với Chúa trong những lời suy niệm, để cho Chúa giúp cho chúng ta trong cuộc sống thiêng liêng, để chúng ta lắng nghe những lời Chúa muốn nhắn nhủ, Chúa muốn nói với chúng ta, muốn chia sẻ với chúng ta. Nhiều lúc chúng ta cầu nguyện, chúng ta nói nhiều quá, không có lắng nghe về Chúa. Nhưng chúng ta để thời giờ để lắng nghe lời Chúa muốn chia sẻ với chúng ta. Ok, điểm thứ ba trong mùa chay là ăn chay. Hoặc chúng ta cũng có thể nói là ăn chay và kiêng thịt. Và có muốn giải thích về điểm đó. Nhưng trước khi giải thích về điểm đó, chúng ta đi vô trong phúc âm trước. Thánh Matthew viết như vậy: Chúa Giêsu nói, còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả, chứng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chứng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chứng đã được phần thưởng rồi. Còn anh em khi ăn chay nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là ăn chay, ngoài trừ cha của anh em, đấng hiện diện nơi kín đáo, và cha của anh em, đấng thâu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh em. Kính thưa anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô đã nói chuyện với chúng ta rõ rồi. Khi chúng ta ăn chay, đừng có khoe. Ba điểm này chúng ta nhìn thấy trong Kinh Thánh. Những người Pharisee, những người giả dối, họ làm để chỉ khoe thôi. Nhưng mà chúng ta làm với tư cách đúng, như là bước vô trong mùa chay cũng đã chia sẻ, chúng ta bước vô trong mùa chay với tư cách đúng, với tâm tình đúng. Vậy thì khi chúng ta nói về ăn chay ở trong giáo hội của chúng ta, nó như vậy. Nó có phân biệt giữa ăn chay và kiêng thịt. Ăn chay ở trong mùa chay chỉ có hai lần thôi. Cái lần thứ nhất là cái ngày lễ cho bắt đầu mùa chay, và cái ngày thứ hai là thứ sáu tuần thánh. Hai ngày đó là ăn chay thôi. Còn những ngày thứ sáu trong mùa chay là kiêng thịt. Vậy cái phân biệt là như vậy. Ăn chay có nghĩa là ăn một bữa no đầy đủ và hai bữa nhẹ. Và cái hai bữa nhẹ đó nó không có bằng cái bữa đầy. Đó là điểm mà Hội đồng Giáo mục Công giáo Mỹ đã chia sẻ: một bữa đầy và hai bữa ăn ít thôi. Và hai cái bữa ít đó nó không có bằng cái bữa đầy. Và những người từ 18 tuổi những người từ 14 tuổi trở lên thì bắt đầu rồi, những người từ 18 tuổi trở nên tới 59 tuổi thì
ăn chay. Còn những người 14 tuổi trở đi là kiêng thịt. Và cái kiêng thịt này á, nó nghĩa là mùa chay không ăn thịt. Đơn giản thôi. Đấy. Và có muốn điểm nữa, có muốn chia sẻ là như vậy. Là nếu mà ai có bị bệnh gì đó mà không có kiêng thịt được hoặc là không ăn chay được á, thì chúng ta hãy làm theo những cái lề luật của vị bác sĩ đó. Chúng ta không cần ăn chay, không cần kiêng thịt, nếu mà vì sức khỏe. Còn nếu không, con muốn nhắc lại là ăn chay có nghĩa là một bữa đầy, hai bữa vơi, từ 18 tuổi tới 59 tuổi nha. Còn từ 14 tuổi trở đi là kiêng thịt. Kiêng thịt. Nhưng chúng ta cũng phải làm với lại tâm tình đúng. Bởi vì con chia sẻ là như vậy. Hồi xưa còn lâu dài lắm, con làm thầy. Trong một thứ sáu, tuy dù kiêng thịt, tuy dù không ăn thịt, nhưng tất cả mọi người đi ra Red Lobster, rồi sau đó ai cũng order lobster to lớn, vị hấp dẫn, ăn rất là ngon. Rồi sau đó order những mấy cái bánh ngọt giống như là cheesecake này nọ, ăn ngon lắm. Và nếu chúng ta làm với tư cách kiểu như vậy thì cũng chưa đúng là mùa chay. Bởi vì đúng, chúng ta kiêng thịt, nhưng chúng ta kiêng thịt với lại cái tư cách là để hãm mình, là để giúp cho chúng ta về đức tin riêng của chúng ta. Chứ không phải là chúng ta kiêng thịt rồi sau đó đi ra nhà hàng ăn cá rất là ngon, ăn tôm, ăn này nọ rất là ngon. Nếu chúng ta làm như vậy thì chúng ta quên đi cái tinh thần của mùa chay nha. Cho nên cẩn thận điểm đó. Vậy thì nhớ rằng khi chúng ta ăn chay thì chúng ta làm với lại tư cách đúng. Mình muốn chia sẻ điểm đó thôi. Vậy cuối cùng trong cái mùa chay thánh này, chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho các tân tòng ha, bởi vì họ trong thời buổi này sửa soạn cho lãnh nhận bí tích, rửa tội, thêm sức và mình thánh Chúa. Vậy thì chúng ta nên cầu nguyện cho họ nhé. Vậy ba điểm đó là chính, đó là bố thí, đó là cầu nguyện và đó là ăn chay hãm mình. Ăn chay hãm mình. Rồi, vậy cuối cùng trong mùa chay này con muốn chia sẻ một lần nữa vài điểm quan trọng, rồi sau đó chúng ta chấm hết ở đây. Cái thứ nhất, trong mùa chay này chúng ta cố gắng làm tốt hơn, cố gắng trong sự bác ái bố thí nha. Bố thí với lại cái tinh thần đúng, chứ không phải là ồ đây là một đồng rồi sau đó đi, tôi không có muốn gặp nữa người này nữa. Chúng ta làm bố thí thật với tinh thần đúng. Và bố thí nhớ rồi là có ba loại nha, cho tiền nè, cho thời gian, hoặc là cho tài năng, những tài năng gì chúng ta cũng thể làm được nha. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu chúng ta chưa có cơ hội, đây là một cơ hội để đi tĩnh tâm, đi lắng nghe lời Chúa và đi sâu vào trong đức tin của chúng ta. Điểm thứ ba, chúng ta cố gắng đừng có ăn những mấy cái gì mà chẳng hạn như là kẹo, bánh này nọ gì nhiều quá. Bởi vì với tinh thần đúng, chúng ta bước vào trong mùa chay này với tinh thần đúng, với cơ hội để biến đổi cuộc đời chúng ta. Và chúng ta, điểm thứ tư, cũng nên cắt ra những mấy cái gì ngoài đời nhiều quá, chẳng hạn như là shopping, hay là lên trên lúc nào cũng coi TV, hoặc là lên trên internet này nọ. Chúng ta cắt bớt đó đi để chúng ta có thể dành giờ cho điểm thứ năm, đó là chúng ta cố gắng cầu nguyện thêm, cầu nguyện thêm với Chúa Giêsu Kitô nha. Trong mùa chay này, nguyện xin Chúa biến đổi tấm hồn của chúng con trên con đường hành trình mùa chay, để cho chúng con đi theo hướng bước của Chúa mỗi ngày, nên trên cây thánh giá của Chúa luôn, và suy niệm tình thương của Chúa. Bởi vì qua niềm đau khổ là có sự vinh quang. Qua niềm đau khổ đây, qua sự chết của Chúa trên cây thánh giá, có sự sống lại. Và đó là đức tin của chúng ta. Và mùa này là một cơ hội để chúng ta dành thời giờ ra để suy niệm về cuộc đời riêng của chúng ta và con đường hành trình của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô.